sau 30 tiếng vừa bay vừa chờ đợi và cuối cùng cả nhà của chúng tôi đã tới đây và chuẩn bị taxi plane để đi đến đảo. It'll be a good experience for all of us. Đây con thay shoe cho con này. Normal outfit for a pilot. Thank you so much. My name is Reza. Yep. Channel 3. That's it. Thank you. Hello. Mệt quá rồi hả? Bây giờ bên này là 3 giờ chiều, tức là 3 giờ sáng ở Cali. Mệt, cả nhà mệt dừ rồi. Nhưng mà khi mà tới thì rồi chắc là vui lắm rồi. Khi mà mình tới Maldives thì người ta cũng greet us with the lei. It's called the Maldives lei. Okay. A new necklace. Okay. And cái này là room. Bungalow. This is our water bungalow. Okay. First of all, we walk into here and the first thing we see is Miss Bella. Miss Bella. Miss Bella mệt quá rồi. Miss Bella đuối quá. Tại vì giờ này bây giờ bên này là mấy giờ? Bên này là bây giờ là 4 giờ bố. Tức là bên khoảng chừng 4-5 giờ rồi. 4-5 giờ tức là bên kia là 4-5 giờ sáng. Đúng rồi. Đó là thức suốt đêm thì ok con thức luôn nha con, để tối nay mình ngủ cho thôi. Mẹ Châu kéo màn ra cho thoáng ra nữa đi mẹ Châu. All the way. Happy birthday Bella. Coming up tomorrow gonna become a teen.
Ok, ngay chỗ này ngay đây đó là coi chừng bước chân qua không thôi rơi xuống nước đó nha. Cái chỗ này ngay đây nè ha. No, nói là ngay đây nè, ngay cái bàn trên này nè. Ok. Đây là cái chỗ ngủ của Ba La ngay đây. Đây là chỗ ngủ của Ba La ngay đây. Mình có một cái gọi là cái love seat sitting here. Cái này là như là cái trampoline, cái chỗ ngủ của Ba La. Ba La ngủ tối nay phải không? Ở trên online em thấy có nhiều người mang chăn gối lên nằm ngủ. Mẹ Châu walk down the step. Mẹ Châu walk down the step close to there to see where we at with the water, okay? Love it. Lỗi cho mẹ Châu đeo mắt kính nha, tại mặt mẹ Châu ghê quá. Mẹ chị Châu thử xuống coi coi là nó nước coi coi cái temperature nước là như thế nào mẹ Châu. Warm. About 82 độ không? Nước ngoan lắm. Ok, như vậy bây giờ mình lên mình thay đồ rồi mình đi xuống bơi chung quanh cho tí xíu ha. Được không? Nãy trên máy bay á. Ở trên cái sea plane á. Em mệt quá. Đau lòng okay. Nó cũng đuối bây giờ đến đây. Là cái mùi diesel. Yeah, mùi diesel. Diesel là mình mệt quá. Okay. Bây giờ I feel so good. There are waves out there, xong lát nữa chắc bố Huy ra đó surf ha. If you can surf. Mình có thể surf ở ngoài đó được không? Thì có board với surf được chứ. Ok, bây giờ là mình hôm nay là ngày mùng 9 đúng không? Mình sẽ ở cho tới ngày 15. Right, ok. Cái trampoline này can hold about around 200 pounds. Thì tối đây ngủ nằm được. Mà nghe nói chỗ này đó là người ta đã treated the area with some type of chemical. So muối thì không có phải sợ lắm. Thì mình see what's going on ha. Ok, bây giờ quay lại cái room one more time. Đây. Okay, and then. Okay, let's